Thì mình sẽ tung ra hai cú đá từ phần giữa lên tới phần trên. Hạ đo dám đối thủ. Sợ quá. Cứ mỗi lần trước khi thi đấu karate, nhìn ra anh dữ tợn ghê. Này cô Nên ơi, nhớ tới cổ vũ cho chị nha. À dạ, học xong là em tới cổ vũ chị liền. Em nhớ đó nha, đối thủ của chị ngày hôm nay dứt khoát là chị sẽ không thể nào mà thua được. Em nhất định phải tới cổ vũ cho chị đó. Nếu như mà em không tới thì... Trời ơi, thật là kinh khủng. Thì ra là tiếng của cái máy đó. Vậy nha cô Nên. Thôi bây giờ chị phải đi trước đi. Nhớ là 4 giờ đó nha. Tạm biệt nha. Mình về đây. Bây giờ phải tới chỗ thi đấu karate ngay. Nếu không sẽ bị ăn cú đá đáng sợ giống hồi sáng nữa. Ê cô Nên, mình có lên cảm xấu với tiếng gọi nè. Chị gì vậy? Mình bị kẹt với tụi nhóc này rồi. Nè, hãy tới đây coi đi. Đây chính là cái máy tín hiệu băng tầng rộng đó. Gen ta bạn nói không đúng rồi. Phải nói là máy thu tín hiệu băng tầng rộng biết chứ. Thì nói sao cũng giống thôi. Nhưng dùng để làm gì hả? Về công dụng thì nó cũng giống như một cái radio. Chính vì vậy, nếu như có cái máy này, có thể nghe được những cuộc gọi của các hãng taxi hoặc điện thoại không dây. Nhìn nó giống như đồ chơi vậy ha. Xe số 3 đang chở khách dưỡng trung tâm. Kiểm tra căn hở, nằm dùm tôi ba con này mang tới nha. Đã quá. Nhưng mà nếu như cố tình nghe lén điện thoại của người khác là một chuyện rất xấu đó. Là tội nghe lén điện thoại bạn biết không? Mình chỉ nghe cho vui thôi chứ có làm phiền tới ai đâu hả? Đúng là một trò đùa không tốt. À quên, chuyện quan trọng bây giờ là mình phải tới xem ra thi đấu karate. Nếu không sẽ gặp rắc rối. Được lắm, vậy bây giờ mình thử nghe điện thoại của ca sĩ Namiro Amie đi á, được không? À, ca sĩ Namiro Amie sống bên gần đây hay sao? Không, vậy thì không được rồi. Cái máy thu tín hiệu này chỉ có thể nhận được những sóng điện thoại ngẫu nhiên nằm trong khu vực phạm vi bán kính 1 km mà thôi à. Ngẫu nhiên, như vậy thì có gì vui đâu chứ. Chính vì vậy không thể chọn đối tượng muốn nghe được. Bạn hiểu không? Cứ lấy tay rồi xoay cái nút điều chỉnh này nè. Cứ tiếp tục xoay tới xoay lui cái nút này, nó sẽ tự động dò được sóng. Hả? Thấy chưa? Được rồi nè. Hiện tao đang bắt cóc con gái mày. Anh nói gì? Hả? Nè, có thiệt vậy không cô Nên? Tao nhắc lại là hiện tao đã bắt cóc con gái của mày rồi. Nếu mày báo cảnh sát, tao sẽ giết nó ngay. Đó là cuộc điện thoại không dạ? Ê, trời ơi, vậy là nguy rồi. Sao biết họ đang nói chuyện từ đâu chứ? Cái máy thu tín hiệu này chỉ nghe được thôi nên mình cũng không biết nữa. Hắn nói là đã bắt cóc con gái của ai đó, cô Nên à? Có thể chỉ là điện thoại quay rồi. Nhưng nếu nó thật sự là một vụ bắt cóc thì phải tính sao đây? Giả sử như bây giờ nó có xảy ra một vụ bắt cóc thật đi chăng nữa, thì chỉ với đoạn nói chuyện này, chúng ta cũng không thể biết được nó xảy ra ở đâu. Vì dùng chỉ giới phạm vi bán kính 1 km thì muốn tìm được cũng là điều không thể. Bán kính 1 km là lớn lắm đó. Mình nghĩ chắc chắn anh cô sẽ gọi lại thôi à. Vậy tụi mình cùng chờ tới sao hả cô Nên? Được thôi. Rồi sau đó chúng ta đội thám tử tí hơn sẽ bắt đầu cuộc điều tra. Yeah. Xanh, võ sĩ Ranmori. Cô Nên, bắt đầu. Nguy rồi, nếu mình không đi nhanh cái đó thì sẽ phải làm trọng cú đá của Ren. Này cô Nên, bạn đi đâu vậy? Hình như tới bây giờ mày vẫn chưa đi báo cho cảnh sát. Gì thì ông muốn làm gì con tôi? Tôi cứ sẽ làm tất cả những điều ông yêu cầu. Xin hãy thả con tôi ra, làm ơn đi mà. Được, vậy thì trước tiên mình cứ giữ điện thoại và vui lòng đi thẳng ra ngoài ban công phía trước đi. Được rồi, bây giờ cứ ở yên đó. Cái anten parabol mày có thấy không? Dương mắt quát ở ra đi, xong ngậm cái hổng lại và làm theo. Sao hắn lại muốn làm như vậy ta? Anh bắt cóc đang đứng ở đâu đó để quan sát người đàn ông. Hắn bắt ông ta đi ra ban công là để hắn có thể nhìn thấy rõ ông ấy hơn đó. Mày đừng có ý nghĩ xấu xa là báo cho cảnh sát đó nha. Hiện bây giờ tao nhìn thấy mày rất rõ. Vì vậy tao khuyên mày đừng có làm gì dại dột. Chỉ cần tao nhìn thấy được mày làm một hành động gì đó khác thường thì tao sẽ giết con bé. Hắn muốn giết con bé. Như vậy thì phải làm thế nào đây? Hay là chúng ta đi báo cảnh sát? Dạ, tôi hiểu rồi. Ông hãy nói đi, muốn cái gì? Ông cần tiền có phải không hả? Có đúng vậy không? Hoặc là muốn gì thì nói ra đi. Cứ bình tĩnh đừng có nóng vội. Tạm thời cứ đứng chờ tao thêm một chút nữa. Hắn ta đã cướp máy rồi. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hay là bây giờ đi báo cảnh sát? Nhưng mà liệu cảnh sát có tin lời của chúng ta hay không? Đúng đó, vì hiện giờ chúng ta chỉ biết một điều duy nhất là có một cô bé tên Junko ở đâu đó bị bắt cóc mà thôi. Ngay cái điện thoại bây giờ cũng cúp rồi. Mình đã tự giải quyết thôi. Hả? Không còn nhiều thời gian để lãng phí trong việc đi báo cho cảnh sát đâu. Được, như vậy chúng ta hãy truy tìm kẻ bắt cóc. Đồng ý. Nhưng mà hiện chúng ta không có manh mối gì, phải bắt đầu từ đâu đây? Cuộc điện thoại hồi nãy chính là manh mối của chúng ta đó. Hả? Bạn nói vậy nghĩa là sao hả cô Nên? Trời ơi, giờ này còn lôi tập số học ra để làm gì vậy? Không phải vậy đâu. Đây chính là tấm bản đồ điện tử do tiến sĩ Agasa đã chế ra. Ông ấy là họ hàng của bạn, vậy là nhà phát minh đúng không? Đúng, nhìn nè. Hiện giờ chỗ chúng ta đang đứng chính là chỗ này. Mà cái máy thiết bị này có phạm vi nhận tín hiệu trong vòng bán kính là 1 km. Đó là khu vực quanh tròn. Và nhà của nạn nhân cũng sẽ nằm trong phạm vi này. Còn âm thanh xình xịch nghe thấy trong điện thoại thì... đó chính là tiếng xe lửa chạy. Có lẽ nhà của nạn nhân ở gần với đường ray xe lửa. Và trong khu vực này chỉ có một tuyến đường sắt chạy qua duy nhất.
đó là tuyến BK. Đúng rồi, được, chúng ta đi tới đó thôi. Cuối cùng mình cũng tới nơi rồi. Tiếp theo mình làm gì nữa đây hả? Hay là tuyến đường ray duy nhất cho Phạm Duy Nhận sống cùng mấy thu tín hiệu. Điều này có nghĩa nhà nạn nhân sẽ nằm đâu đó kéo dài trong 600 mét dọc theo đường ray này. Được, chỉ còn có 600 mét nữa thôi. Tôi biết như vậy, nhưng lại có cách nào để rút ngắn phạm vi được không, cô Nan? Theo như mình nghĩ là có một cách. Là cách gì? Trong lúc nói chuyện, hình như tôi mắc cóc bắt ông ta phải dẹp cái anten parabol xuống, có đúng không? Mình thấy người ta thường đặt cái anten parabol theo hướng Tây Nam. Nên do đó, nhà của nạn nhân sẽ là một trong những căn hộ có ban công quay theo hướng Tây Nam. Hiểu rồi, vậy trong những căn hộ có ban công theo hướng Tây hoặc Nam sẽ có một căn hộ là nhà của nạn nhân. Đó, nhìn kìa. Không lẽ nào, đó là anten parabol hả? Chắc chắn không sai đâu, chính là nó đó. Mình cũng nghĩ vậy. Chẳng tất cả nhà ở đây đều có anten parabol hả? Những căn hộ đối diện đường dây cũng có nữa kìa, đến sao giờ đây cô Na? Nếu vậy, có lẽ chúng ta đành phải tiếp tục đi dò từng nhà thôi. Không thể nào. Nghe tàu nói chứ. Nghe nè, tàu bắt cóc đã gọi lại rồi đó. Hay quá, có thể hắn sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin mới. Lần này mình sẽ cố gắng để có thể tìm ra manh mối. Cả mình cũng vậy, lần đây coi. Tới giờ mày vẫn chưa gọi cảnh sát có phải không hả? Vậy con gái tôi cũng sao chứ? Sự an toàn của nó sẽ tùy thuộc vào mày mà thôi. Hồi nãy tao nghe nói mày sẵn sàng là mọi thứ tao muốn. Vậy thì bây giờ mày hãy mau cởi hết quần áo cho tao coi thử. Đúng như vậy đó, hãy cởi hết quần áo ra mau. Cởi quần áo? Mình hiểu rồi, cạnh nhà ông ta có phòng tắm công cộng nên hắn ta muốn bảo ông ta tới đó. Không thể nào. Tuyệt lắm. Hiện giờ có một đốc nữ sinh sắp đi ngang qua nhà mày, giơ tay cao và chào họ đi. Ôi, mày không quan tâm tới con gái của mày sao? Vậy chưa đủ, mày phải nói xin chào cơ mới được. Được, tôi hiểu rồi. Chào mọi người, xin chào các bạn. Ôi trời ơi, bạn ấy nhìn tưởng kìa, đúng là đồ biến thái, bạn ghê quá à. Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Mày có cảm giác như thế nào khi bị các em nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ chửi mày? Lần nữa tao sẽ gọi lại. Đồng phục thủy thủ? Chúng ta có thể nghe thấy giọng nói của các nữ sinh trung học trong mấy thu tín hiệu. Nghe được rất nhiều giọng nói. Như vậy có nghĩa con đường phía trước căn hộ của ông ấy là đường dẫn tới một trường nữ trung học nào đó. Và trong phạm vi 600 mét này thì có hai trường nữ trung học, đó là học viện nữ Seijin và trường trung học nữ BK. Như vậy có thể kẻ bắt cóc chính là một trong những người đã bị các nữ sinh chọc ghẹo. Hắn chính là thầy giáo trường trung học nữ. Một thầy giáo trung học thì không bao giờ làm những chuyện này đâu. Đã xác định được hai trường nhưng không biết đồng phục mỗi trường như thế nào. Đồng phục học viện Seijin là áo vest, còn trường BK là đồ thủy thủ. Mày mới nói gì? Thì là vậy đó. Cách đây vài năm mình ao ước được mặc bộ đồng phục thủy thủ. Nhưng mà gần đây mình cảm thấy nếu mặc áo vest đi học cũng không tới nỗi tệ. Và đang vân vân cái nào thì đẹp hơn. Nếu là bạn mình phải chọn cái nào hả cô Na? Theo mình thì loại nào cũng được. Bạn mặc áo vest sẽ hợp hơn đó. Đồng phục thủy thủ sẽ đẹp hơn. Trường nữ trung học BK. Như vậy khu vực tìm kiếm sẽ được thu hẹp chỉ còn 300 mét. Chính là đường này. Đợi mình với. Chờ mình với. Tìm người đàn ông đang vẫy tay ở trên ban công nhưng không thấy ai hết. Hay là thử hỏi một chị nữ sinh trung học nào đó đi. Đúng rồi. Thôi mày không cần dạy tay nữa. Bây giờ tiếp theo là hát. Mau hát lên đi. Hãy hát thật to để cho hàng xóm của mày ai cũng có thể nghe thấy. Hát đi. Ông không nghe gì hết. Hình như là không phải ở trong khu vực này. Trời kính ông trời mang lại. Nghe như có một âm thanh gì đó. Có phải đó là tiếng chuông của chùa không hả? Mình biết rồi. Như vậy là đằng sau nhà nạn nhân có một ngôi chùa. Mình thì thấy giống như là tiếng trống. Chắc tên bắt cóc đã đánh trong khi ông ấy đang hát đó. Không phải. Phải tiếng động này. Tiếng động này giống như tiếng mình nghe hồi sáng. Đó chính là tiếng máy đóng cọc. Tiếng máy đóng cọc hả? Có phải đó là máy đóng cọc dùng cho những tòa nhà khi thi công xây dựng không? Nhưng làm sao có thể tìm thấy công trình xây dựng trong khu vực này được chứ? Hãy nhìn kìa. Nếu đi theo xe tải này, nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ công trình xây dựng đó. Bây giờ bán kính của chúng ta giảm xuống còn 150 mét. Vẫn chưa thấy gì hết. Mặc dù chúng ta đã tiến tới gần hơn, nhưng bán kính còn tới 150 mét nữa lận mà. Và chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin nào mới. Cảm động khi thấy tấm lòng người cha như mày. Vì đứa con gái của mình mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Tao hiểu tâm trạng đó của mày. Bởi vì tao cũng đã từng làm cha. Đã từng làm cha? Cách đây một năm, có một bé gái đã bị ngã từ sân thượng xuống đất. Trong thời gian này mày đã làm quản lý của tòa nhà xảy ra tai nạn đó, nên chắc chắn mày còn nhớ. Và đứa bé gái đó chính là con gái của tao. Là Tommy Dokoro. Vậy anh là Tommy Dokoro sao? Đúng vậy, tao là Tommy Dokoro, người có con gái đã bị mày giết chết. Không phải, đó là một vụ tai nạn. Tạm biệt lại. Tầng thượng của tòa nhà đó là nơi cấm đi ra ngoài, cho nên thông thường nó sẽ bị khóa lại. Nhưng tại sao lúc đó cánh cửa lại mở ra hả? Nhưng lúc đó tất cả mọi người ai cũng biết cánh cửa đó đã bị ai đó làm hư ổ khóa rồi mà. Chuyện đó xảy ra cả tuần lễ, nhưng tại sao mình không cho người sửa ổ khóa lại đi? Bởi vì tôi nghĩ sẽ không có ai lên đó đâu. Chính vì lỗi của mày nên con tao đã chết. Vì vậy cho nên bây giờ tao không thể nào tha thứ cho mày được. Tao sẽ cho mày biết mọi gì đau đớn giống như tao.
Junko à, anh định lên thì con của tôi. À, vậy là nguy rồi. Nếu bây giờ chúng ta mà không nhanh lên thì. Tiếng tàu chạy ồn ào quá, không nghe thấy gì hết. Nó làm sao đi? Đúng rồi. Nó cái máy cho mình. À, bạn đi đâu? Lên đây. Sáu, bảy, tám. Tới rồi, mới hết khỏi tám giây. Là đưa đây. Làm sao mà bạn biết đường này hả? Là nhờ tiếng tàu chạy. Tính từ khi chiếc tàu chạy qua đây, sau hơn 8 giây thì chúng ta nghe được tiếng của nó trong máy. Chiếc tàu chạy tuyến bay ca chạy với vận tốc 100 km/h. Vậy thì trong một giây nó sẽ chạy được khoảng 27.8 m. Chiếc tàu chạy từ đây tới chỗ nghe được trong máy là mất một khoảng thời gian là 8.2 giây. Có nghĩa là nhà nạn nhân ở một bên cách chỗ lúc này khoảng 27.8 m nhân 8.2 giây. Và nhà của ông ấy là ở đây. Trong khu vực này chỉ cần từ căn hộ nào có ban công theo hướng tây nam và ở bên ngoài ban công có người đàn ông không mặc quần áo, chính là chỗ này. Người đàn ông đó chính là người có con gái bị bắt cóc, và bây giờ là tìm vị trí của tên bắt cóc. Nhưng hắn ở chỗ nào? Tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh yêu cầu, thì xin anh hãy thả con tôi ra bất cứ điều gì sau. Phải, bất cứ điều gì. Hay lắm, tao chỉ chờ con nói này của mày thôi. Vậy hãy vào bếp mang một con dao ra đây. À, con dao. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tên bắt cóc định ép một người đàn ông đó tự sát để hắn có thể trả thù mà không cần đụng tới một ngón tay nào. Tôi may ra rồi. Tốt, giờ đây là yêu cầu cuối cùng của tao. Hãy đâm con dao vào cổ họng của mày. Nếu chịu làm như vậy, tao sẽ thả con gái mày ra. Nhưng mà chuyện này tôi không thể làm được. Ồ, vậy con gái mày xảy ra chuyện gì mày cũng không mày tới hả? Chết rồi, nếu không nhanh thì nguy to. Nhưng tên bắt cóc này ở đâu chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ làm như anh muốn. Nhưng mà trước khi tôi chết, anh hãy cho tôi nói chuyện với con gái tôi một lần cuối được không? Được thôi. Junko à, con đừng sợ. Chỉ chút nữa thôi là con sẽ được thả ra mà. Ê, con muốn về nhà. Ở chỗ này có mùi hôi lắm. Con chắc chắn là mùi cao su mà. Mùi cao su? Nhà máy làm chỗ xe. Ở đằng kia. Nhưng ở đó không thể nhìn thấy được. Như vậy đó không phải là nhà máy làm chỗ xe. Thử nghĩ coi, vậy thì ở gần nhà máy chỗ xe đã có tòa nhà nào có thể nhìn thấy nhà của nạn nhân? Có tới 3 tòa nhà. Tòa nhà nào? Hắn đang ở tòa nhà nào? Tòa nhà bị gió thổi mùi tới. Chỉ có tòa nhà đó thôi. Mình tin chắc là chính nó rồi. Và hiện giờ tên bắt cóc và Junko đang ở trong tòa nhà đó. Conan, chúng ta phải làm gì đi, nhanh lên. Nếu không ông ta sẽ đâm con dao vào cổ họng của mình đó, Conan. Hơn nữa mạng sống của đứa bé cũng đang rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên bây giờ tao không thể nào tha thứ cho mày được. Tao sẽ cho mày biết mùi gì đau đớn giống như tao. Mùi gì đau đớn giống như tao? Ở trên sân thượng. Tên bắt cóc đang ở trên sân thượng của tòa nhà. Hả? Chính là tòa nhà đó. Michi, cô giả giúp mày, hãy đi gọi cảnh sát. Tụi mày đi liền. Đợi mình cho Conan. Đúng vậy, đâm một nhát đi. Phải nhanh lên mới được. Sao hả? Mày còn chần chờ gì nữa? Nhanh lên. Junko à, mày còn chờ đợi cái gì nữa? Nằm đi, mau lên. Con gái của ba. Cái gì? Cái gì vậy? Mày là thằng nào? Ê, đâu mà bắt Conan. Thám tử lừng danh. Junko định sợ nữa. Junko à, hãy tha thứ cho ba. Chú ơi, hãy nghe đây. Junko hiện giờ đang an toàn. Tên bắt cóc này bị khống chế. Ba ơi, con là ba. Con đã an toàn rồi. Con đã được cứu thoát rồi ba. Junko à, con thật sự đã an toàn rồi hả? Vậy thì tốt quá. Con của tôi đã an toàn rồi. Anh mệt quá. Một mình bạn mà đã hạ gục hắn được hay sao? Không phải đâu. Là do mình xuất hiện một cách quá bất ngờ nên hắn giật mình cái đập đầu xuống đất đó thôi. Không vậy hả?